Một đêm thi đầy thử thách cho các thí sinh hãy nghe tôi hát. Và cũng là đêm thi được đông đảo khán giả chờ đợi. Đêm chủ đề Ngọc Sơn. Quý khán giả sẽ được thưởng thức những tình khúc xưa và nay nổi tiếng, đã đi cùng với một hiện tượng âm nhạc như Ngọc Sơn. Từ cái động tác, cảm xúc cho tới cái em hát, em hợp với cái dòng này hơn. Mạnh mẽ, cá tính rất là mạnh mẽ. 10 điểm, rất là tuyệt vời. Mời quý khán giả đón xem đêm Ngọc Sơn với nhiều không gian âm nhạc trên cùng một sân khấu trong tập 7 Hãy Nghe Tôi Hát, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2019 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2019 trên truyền hình Vĩnh Long 2.